Xin chào các bạn nhé. Đây, hôm nay mình đàn chim bồ câu nhà mình có một con chim bồ câu nhà người ta nó lạc vào đây. Đấy, thấy cái con này. Đây, cái con chân nó nhiều lông này. Chim nhà mình thì toàn bồ câu Pháp và bồ câu Lai Pháp nên chân nó không có lông. Con này được chân của lông nó mới lạc vào, của nhà ai lạc vào. Nó đói mình mang thức ăn ra mình cho nó ăn. Nắm bồ câu nhà nó không cho nó ăn vì nó còn lạ bầy. Con này là mình xem là con này là con đực, chắc đàn nhà ai kiểu thờ đực và nó đánh nhau, nó đuổi đi là nó bay nó lạc vào nhà mình. Đấy thì nuôi bồ câu thả thì nếu mà mình không kiểm soát được đực với con đực với con cái cân bằng nhau là nó thi thoảng nó sẽ mất nó bay đi và nó sẽ nhập vào cái đàn nào có đực có gái để nó kết đôi, hoặc là con này kiểu một trường hợp nữa là con này nhà ai mới nuôi nó chưa quen thả ra là nó bay lạc đi. Lúc này mình thấy nó đậu trên trần kia là mình bỏ thức ăn ra là nó xuống ăn. Con chim này là chim bồ câu ta nha các bạn. Chim bồ câu ta thì nó nhiều lông. Thấy giờ nó đói. Lũ kia đi ngủ hết rồi thì giờ nó ra nó ăn. Đợt vừa rồi thì mình cũng mất một con chim. À, mình mới thả ra thì nó bay lên, nó không quen, nó không bay về. Thì mất một con. Có lần mất mấy hôm thì nó làm sao nó nhìn thấy đàn chim nhà mình là nó lại về được. Có một lần thì mất một con. Đàn chim nhà mình cũng đang thiếu một con trống. Thì con này vào đây là nó sẽ kết đôi với con mái đây. Vậy là nó sẽ ở đây. Thôi mình kết thúc video đây, tại đây nha các bạn. Các bạn yêu thích video thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn.